Flat ơi. Tâm bê cho mẹ 2 sọ quay đặt vào đây. Còn cái con sò này mẹ hết chỗ nằm mà sò. Rút vào đấy nữa. Đấy 2 chậu cái gì không? Chậu đó mẹ. 2 cái chậu này này. Đặt đúng đây. Kéo trơn ngã. Khiếp quá, bê được cái chậu cứ như là sắp đẻ đến nơi rồi. Lặng quá. Để gọn cái ống nước vào cho mẹ. Đi đâu? Đó. Đi đâu? Chơi một lúc về tắm nhá. Hello mọi người. Chả hiểu sao bây giờ chỗ ớt này nằm. Flat ơi. Còn 2 củ nữa phải chờ lấy đất ra thì mới trồng được. 10 ngày nữa, hoa này chắc là 10 ngày nữa sẽ ra hoa. Nhìn còn tao ăn xe rồi đấy Thảo ạ. Nhìn còn tao ăn xe rồi đấy. Còn đúng 2 củ nữa. Củ cái rễ dài dã man nhỉ. Chị đặt toàn chậu này này. Nhưng mà thôi, khách thì họ cũng thích chậu nhựa nên là trồng chậu nhựa. Ừ. 25.000 một chậu đấy nữa. Rẻ nhờ. Đâu nhìn thấy số 25 ở đâu ấy? Chuyện là tử tích. Hả? Nó nghĩ là chậu này. Đâu? Cái chậu kia thì 30, chậu này có 25. Sỏ ơi, làm gì đấy? Flat ơi. Nát ơi. Meo. Ngầm cao chót vót luôn.